đây, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bi Huỳnh. Anh em nghĩ cách nhanh nhất để mạnh lên là gì? Dùng 7 viên ngọc rồng để ước, sử dụng thông não chi thuật, nhớ về lời thầy dạy, lại nhảy với tình bạn để búp sức mạnh ư? Éo phải, cách nhanh nhất đó là biến hình, hét to để tóc chuyển màu, lên gear, vân vân. Nói chung, một hình dạng mới sẽ mang đến cho nhân vật nhiều sức mạnh hơn. Và trong thế giới của các tử thần cũng không ngoại lệ. Kurosaki Ichigo với nội tại nhân vật chính được tác giả phú cho cái xuất thân phức tạp với 3 nguồn sức mạnh Holo, Quincy và Shinigami. Anh chàng nghiễm nhiên trở thành người sở hữu nhiều dạng biến hình nhất cái bộ phim Sứ Mệnh Thần Chết này. Hôm nay, mời anh em cùng Bi Tử Thần tìm hiểu về top 10 trạng thái sức mạnh khủng khiếp nhất của Ichigo nhé. Trước khi bắt đầu video là chương trình quảng cáo, hôm qua sale giảm giá cực mạnh toàn bộ sản phẩm của Weibo Empire. Tuy nhiên cái shop mình đã bị lỗi hiển thị nên nhiều anh em không mua được hàng. Hôm nay mình đã xin lại một cái deal giảm giá lại mà còn sâu hơn, chỉ còn 100k thay vì 111k như hôm qua nếu add thêm cái voucher 10k và miễn phí ship. Anh em nào hôm qua không săn được thì nhanh tới nhá, bởi vì số lượng nó chỉ có hạn khoảng 100 đơn thôi. Link mua tôi để ngay dưới phần mô tả của video. Cái dạng đầu tiên đó là Bankai cơ bản. Sau 7749 lần thay đổi hình dạng, khai phóng sức mạnh thì mình thấy khá hợp lý khi xếp dạng Bankai cơ bản của Ichigo ở vị trí thứ 10. Dẫu mang cái danh Bankai nhưng Tensa Zengatsu này giống như kiểu bản tàu khựa gì đó, nên Ichigo chỉ có một phần sức mạnh rất nhỏ mà mình sở hữu. Ở trận đấu với Byakuya trên đồi Sokyoku, tất cả những gì anh thể hiện sau cái bật Bankai là tổi kiếm, lên đồ, nẹt bô, tổ lái làm đội trưởng đội 6 ngạc nhiên một chút về khả năng lạng lách, đánh võng của mình. Kết quả là bị anh rể Kurukiya nhồi hành vào mồm, can tội phóng nhanh vượt ẩu, suýt thì đằng xuất luôn nếu còn đi holo bên trong không xuất hiện kịp thời. Tóm cái váy lại, ngoài nhanh ra thì còn non và xanh lắm. Này là Bakuya nói nha chứ không phải tôi, chứ tôi thì tôi cũng thấy vậy. Cái ban cây này thì về sau cũng không thể hiện gì mấy vì đối thủ út chỉnh quá nhiều. Tiếp theo đó là Shikai Fullbring. Sau khi bị mất năng lực tử thần khi dùng Getsuga Tensou cuối cùng để hạ gục Aizen, Ichigo được một người tên Gincho tìm đến bởi những chiến tích anh đạt được nhằm hợp tác để đánh bại trùm cuối mới là Tsukishima. Người này quyết định sẽ giúp đỡ cậu lấy lại sức mạnh dưới dạng một năng lực khác gọi là Fullbring, thứ năng lực mà Gincho hứa hẹn là sau khi hoàn thiện, Ichigo sẽ vượt qua cả tử thần. Cuối cùng, tác giả cho chúng ta một cú bẻ lái tử thần khi hóa ra Gincho là kẻ đứng sau tất cả, lên kế hoạch giúp đỡ Ichigo để lấy đi sức mạnh đấy, phục vụ cho mục đích trả thù các tử thần. Đang cây cú, khóc lóc ăn vạ vì mới lấy lại được sức mạnh thì bị cướp đi, chú bé đần Ichigo lặng người vì một thanh kiếm đâm xuyên mình từ phía sau. Ú à, bất ngờ chiều ông già, Rukia xuất hiện và lần nữa chuyên năng lực tử thần cho anh nhưng không chỉ có vậy. Trong thanh kiếm đã đâm vào đó còn bao gồm linh lực của tất cả đội trưởng, đội phó của Gotei 13, những người Ichigo quen biết, trong đó có cả linh lực của ông già nhà anh. Ichigo trở lại với một hình dạng mới, vẫn là bộ đồng phục tử thần quen thuộc, có điều thêm phụ kiện nên trở nên ngầu hơn. Linh lực cũng khủng bố hơn, sức mạnh thì gia tăng do hòa trộn cùng với năng lực Fullbring vừa mới luyện được. Chỉ với một cú vung kiếm bình thường mà khiến cho Gincho tưởng nhầm là Getsuga Tensou. Trong khi Getsuga Tensou thật khi mà tung ra, thậm chí còn xé đôi cả bầu trời. Uy lực có thể đã vượt qua mấy dạng bàn cày cũ mà anh sở hữu, dù tốc độ không bằng, nhưng tớ vẫn đánh giá cao hình dạng này hơn tại... nó ngầu hơn. Tiếp đến, Bankai Holo hóa. Như tớ vừa nói ở trên, thì Bankai cơ bản của Ichigo ngoài tốc độ thì các chỉ số còn lại nó khá là yếu. Ừ thì do lão Zengatsu Fake này kìm hãm nên cậu mới yếu như thế. Nhưng vì mục đích đánh bại Aizen, Ichigo bắt đầu chơi đồ được khỏe hơn. Mà đồ ở đây chính là cái mặt nạ Holo, thứ đại diện cho con Holo trong cậu. Hiệu quả nó mang lại khiến thể chất này, linh lực, tốc độ, sức mạnh tấn công lẫn phòng thủ tăng lên rất nhiều lần. Ichigo dễ dàng đánh ngang kèo Grimcho, tên Espada từng cày anh lên bờ xuống ruộng, dù cho hắn đã trở về hình dạng vốn có với toàn bộ sức mạnh. Getsuga Ichigo phóng ra trong trạng thái đeo mặt nạ, thậm chí có thể sánh ngang tuyệt kỹ mà các Espada luôn tự hào, Grand Grey Zero. Mà anh em thấy ai chơi đồ còn tỉnh táo không? Làm gì có, thế mà lại có đấy. Những tử thần bị trục xuất sau khi holo hóa không hề mất đi lý trí, họ tự gọi bản thân là Vizero. Dưới sự giúp đỡ từ các Vizero, Ichigo đã có thể chơi đồ mà vẫn tỉnh táo dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Cũng vì hạn chế về mặt thời gian nên tớ sẽ để trạng thái Bankai kèm mặt nạ holo này ở vị trí thứ 8. Ở vị trí thứ 7 chính là Bankai Fullbring. Nhờ hấp thụ được một phần sức mạnh từ Ichigo mà Gincho bật mốt chiến đấu, cân cả anh và Ishida cùng lúc. Cơ mà thấy bem nhau thì ít, thông não nhau thì nhiều.
từng là một tử thần tạm thời, Gincho cảm thấy bị phản bội bởi Soul Society nên anh cố gắng thuyết phục Ichigo theo phe mình. Đương nhiên, anh chàng đầu cam của chúng ta từ chối tám chuyện với đối phương quá sảm lở rồi bật băn cai kiểu: "Thích nói chuyện đúng không? Ok, tao talk với mày bằng nắm đấm." Vẫn là đổi kiếm, lên đồ hóa vai dân tổ như lần này Fullbring đã bù đắp cho sự thiếu uy lực từ ban cai cũ. Nhanh hơn, khỏe hơn, cậu thản nhiên đỡ đòn mạnh nhất từ Gincho trong trạng thái ban cai dù chỉ bằng một tay và nhẹ nhàng hạ gục hắn sau đó. Đặc biệt hơn, cái ban cai Fullbring này còn dễ dàng vượt qua gã Quincy OP dù hắn đã bung hết lụa, xài đến hình thái tối thượng Von Standing, hấp thụ cả con quái vật Aion để bấp bản thân. Những cái đòn chém thương từ Tensa Yangetsu cải tiến cũng khiến hắn phải thiết cơ mông, gồng cơ đít vận Blood Vein tới mức tối đa mới đỡ được. Thậm chí trong cơn tức giận khi nhìn Soul Society bị phá hủy, linh lực Ichigo được đẩy cao đến mức khiến những hạt mưa xung quanh cậu bốc hơi ngay lập tức. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cháy như lửa chùa giống bồ lão Yamamoto. Mọi chỉ số từ linh lực, sức mạnh, khả năng phòng thủ, tốc độ tớ đều thấy ngang ngang so với dạng Bankai kẻ mặt nạ Hollow. Nhưng vì không có giới hạn thời gian nên hoàn toàn hợp lý khi xếp Ichigo phiên bản Bankai Fullbring cao hơn một bậc so với phiên bản mặt nạ Hollow. Ở vị trí thứ 6 đó là Vastolot. Sau khi chơi đồ hóa Hollow, Ichigo đã có thể suýt đánh bại Espada số 6 Grimmjow. Thế nhưng để cứu vợ tương lai, cậu cần nhiều hơn thế khi đối đầu với Espada số 4, anh chồng quốc dân vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ Yukihora. Cậu cắn thuốc liên tục, nỗ lực bám víu lấy sự thăng hoa mà việc Hollow hóa mang lại nhằm đánh bại kẻ thù. Cơ mà xin chia buồn với thằng em, Espada hạng 4 này hóa ra lại mạnh nhất nhì dàn quân của Aizen vì khả năng biến thân lần 2 tăng gấp đôi Kenshi. Gấp đôi Kenshi để làm gì? Để làm bánh độ nốt trên người thành nhân vật chính chứ còn gì nữa. Ichigo chơi đồ quá liều sau bị đâm một lỗ trên người, tưởng chừng đi gặp các nhân chơi hệ lửa nhưng trong cơn phê cậu gặp cơn lú, hóa thành thú sút thẳng cù đối thủ. Đấy, vợ tương lai đấy, gọi phát là dậy luôn, rất có phong thái của nóc nhà. Ichigo Vastolot xuất hiện, nhồi hành vào mồm kẻ thậm chí có thể nói là Espada mạnh nhất. Mà anh em cứ nhìn cách các đội trưởng khác phải chật vật thế nào mới hạ gục được mấy Espada top đầu thì biết. Trong khi đó, Vastolot ao trình Yukihora về mọi mặt. Ở trạng thái này, Ichigo chính là Hollow, anh có thể làm được mọi thứ Hollow làm theo bản năng. Điển hình như là kỹ thuật di chuyển Sonido với một tốc độ vượt qua khả năng cảm nhận từ Espada hạng 4, hay phóng Zero mạnh đến mức vô hiệu hóa cả Zero Oscuras mà đối phương bắn ra, một cấp độ Zero còn cao hơn cả cấp Grand Ray Zero. Tất nhiên, Yukihora đâu chỉ có vậy, hắn còn giấu Lanzadel, Relampago, kỹ năng mà tèo hắn thậm chí không thể kích nổ cự ly gần, trong khi bắn Oscuras nổ ngay trước mặt. Rồi sao nữa? Vastolot Ichigo phá hủy bằng tay không, và với màn thể hiện áp đảo như vậy, vị trí thứ 6 dành cho hình dạng này của Ichigo chắc chắn phải là một cái ghế vì nó không phải bàn. Ở vị trí thứ 5 là cái trạng thái mà tớ xin phép gọi ngắn là Dangai Ichigo. Khi cứ ngày Aizen Sosuke trở nên quá êm ba, ông già men thấy eo ổn rồi, bèn quyết định cho thằng con ở trong phòng thời gian, aka Dangai, nhằm tu luyện thức cuối cùng của Getsuga Tensou. Đánh đổi là toàn bộ năng lực tử thần sẽ biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng khi xuất hiện trở lại trước mặt Aizen, Ichigo trông cao lớn hơn, tóc nhảy hơn, già dặn hơn. Lần đối đầu này, anh sở phong thái điềm tĩnh hơn hẳn, có lẽ là do đã đạt được sức mạnh đủ để bảo vệ những người anh quan tâm. Tensa Yangetsu bây giờ giống như trở thành một phần cơ thể của Ichigo, đoạn dây xích ở chuôi kiếm ngày nào giờ nó dài quấn chặt quanh cánh tay phải. Hai con người tiến hóa tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tưởng chừng sẽ tạo ra một trận solo cân kèo mãn nhãn. Nhưng nào ngờ, Ichigo hoàn toàn là một level khác so với Aizen. Kẻ đã hợp nhất với Hyogoku và số linh lực khủng khiếp vượt quá khả năng cảm nhận của các đội trưởng kia, lại bất lực khi không thấy được tí linh lực nào từ đối phương. Rồi tự lầm tưởng anh men đánh đổi tất cả linh lực nhằm gia tăng thể chất tới cực hạn chỉ vì bị túm đầu ném bay xa hàng cây số. Hồng bé ơi, chỉ đơn giản là bé quá yếu để cảm nhận được linh lực của anh mà thôi. Rồi khi hai người giao lưu nhẹ nhàng, những ngọn núi xung quanh bị thổi bay không còn cái nịt. Và đó mới chỉ là vài cú vung kiếm rất nhẹ nhàng từ hình thái Dangai của Ichigo thôi đấy. Thậm chí Ichigo còn bắt kiếm của Aizen bằng ngón tay làm hắn bất ngờ do bị deja vu nữa chứ. Sau đấy anh tiện mồm thản nhiên hỏi khịa một câu làm Aizen tức học máu, chắc tranh thủ trả đũa vụ ngày xưa đấy mà. Ở vị trí thứ 4, có thể anh em chưa biết hoặc đã lỡ quên, cái lão Yangetsu Fake này không phải Yangetsu mà là đại diện cho sức mạnh Quincy trong Ichigo, trông y hệt ông bố tự nhận Chu Hamach chứ còn gì nữa, ít râu hơn và đeo kính râm thôi. Thế nhưng, anh chàng đầu ca mà chúng ta lại không coi đó là sự dối trá mà quyết định chạm hồn đao của mình vừa là lão đó, vừa là con Hollow kia. Xong, đao Yangetsu thực sự được trình làng.
Đáng tiếc chúng ta chưa được diện kiến quá nhiều khả năng của anh khi dùng bộ song đao này thì anh đã bật luôn dạng mới rồi. Có điều, chính vị vua Quincy Chùa Hà Bách với khả năng Chi Oromachi nhìn thấu tương lai lẫn quá khứ còn phải công nhận Ichigo cùng hình thái thực sự của Yang Gyatso đã đạt đến kinh ngưỡng sức mạnh mà anh từng dùng để đánh bại Aizen. Nên tôi nghĩ lúc này Ichigo cũng phải ngang với trạng thái Dangai của mình ngày trước hay thậm chí là hình thái tối thượng, Getsuga Tensou cuối cùng. Cũng chính vì lời nhận xét từ Chu Hoa Bách nên tớ rất phân vân khi xếp hạng Shikai thực sự của Ichigo ở vị trí thứ tư, đứng sau hình thái cuối cùng của Getsuga Tensou. Ở vị trí thứ ba, Getsuga Tensou Ichigo. Đại khái thì do bị Ichigo hỏi đều nên Aizen mọ cày quá mọc luôn con mắt thứ ba. Chưa dừng lại, hắn mọc tiếp 6 cái cánh, da mặt tách đôi trông chả ra cái giống gì. Và rồi hắn tặng cho Ichigo một cú có vẻ thấy khá là đau vì tay cậu đã bị thương sau đòn tấn công. Nhưng vẫn rất lạnh lùng boy, biểu cảm như kiểu mỗi đốt tên ốc chẳng có gì phải lo. Ichigo thì thầm hỏi nhỏ, có muốn thấy thức cuối cùng hay không? Thức cuối của Getsuga Tensou thực ra chính là bản thân Ichigo trở thành Getsuga, khoác lên mình outfit đen từ đầu đến chân cùng lượng sức mạnh tựa như vô tận. Giờ cào đánh khẽ, một chạm xé đôi bầu trời lẫn mặt đất, khiến thế giới chìm trong bóng tối tĩnh lặng đúng như cái tên của chiêu thức Mugetsu, tức là vô nguyệt, một đêm thanh tĩnh không có trăng. Theo tôi thấy rằng sức mạnh bộc phát của trạng thái này chắc chắn phải cao hơn so với dạng chân Shikai, dù chỉ chém được một nhát là thịt ngòi và cũng làm đéo gì có ai hứng được nhát thứ hai. Đương nhiên Getsuga Tensou cuối cùng vẫn xứng đáng ở vị trí thứ ba. Ở vị trí kế cuối, chân Shikai và thể Holo hợp nhất. Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội, Ichigo cũng tìm về xuất thân của mình, thấu hiểu toàn bộ năng lực mà bản thân sở hữu. Anh đã có thể cùng lúc vận dụng chúng tạo nên thể Holo hợp nhất. Trong hình dạng này, Ichigo sơn màu cho một thanh trong cặp song đao Yangetsu khiến sức mạnh tăng vọt. Thậm chí còn kết hợp giữa Grand Ray Zero và Getsuga Tensou tạo ra kỹ năng mang sức công phá vô song. Khổ nỗi, hay gọi Ichigo là một quyển sách vì đối thủ của anh, đấng toàn năng Chi Oromachi Chu Hoa Bách đã đọc anh không sót một trang nào. Chỉ nhiều đầy sức mạnh vẫn không đủ để khiến hắn đổ mồ hôi là đẳng khác. Thế nhưng, cái thể Holo hợp nhất này vẫn là một phiên bản cải tiến hơn rất nhiều so với dạng Vastolot khi không hòa trộn các loại năng lực mà còn kết hợp với cả chân Yangetsu. Vậy nên, tôi dám chắc một điều, chỉ số của anh trong trạng thái này cao hơn nhiều so với hai dạng riêng lẻ Vastolot và chân Shikai cộng lại. Tính riêng sức công phá mà Ichigo gây ra thôi thì Zaraki Kenpachi dù có bật Bankai dường như cũng không thể sánh bằng. Và cuối cùng đó là chân Bankai cộng thể Holo hợp nhất. Sau khi phát hiện ra chân tướng năng lực thật sự của Chi Oromachi, tưởng chừng anh sẽ tuyệt vọng, nhưng mà đéo, đang gào lên với tâm lý bố mày là nhân vật chính cùng lúc giải phóng Bankai thì Chu Hoa Bách dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt bằng cách bẻ đôi luôn cái Bankai anh vừa mới khai mở. Chưa kịp chứng kiến tí sức mạnh nào của Tensa Yangetsu mới, tên Quincy thủy tổ kia đã cho thanh kiếm bay màu luôn. Có điều, tuy không được chứng kiến Bankai thực sự của Ichigo xấu khả năng kinh khủng đến mức nào, chỉ biết kẻ đã hấp thụ cả thực thể như Linh Vương kia còn phải nhận định Tensa Yangetsu là một Bankai đáng gầm đến mức hắn phải ra tay trước khi nó phát huy toàn bộ sức mạnh. Tớ nghĩ rằng nếu thể Holo hợp nhất đi kèm với chân Tensa Yangetsu thì sức mạnh mà thanh niên đầu cam bộc phát sẽ có quy mô lớn tới độ mà Chu Hoa Bách cũng không thể đỡ hay né tránh được. Một tương lai không lối thoát, chính vì vậy Chu Hoa Bách mới phải ra tay triệt để luôn cái khả năng xảy ra tương lai đấy bằng Chi Oromachi. Mà thực ra, chả cần đến nhận định Chu Hoa Bách nói, tớ vẫn khẳng định chắc nịch top 1 này thuộc về trạng thái chân Bankai cùng thể Holo rỗng, vì đơn giản, thời điểm giải ấn Bankai cho chạm hồn đào, chiến lực của người sử dụng sẽ tăng lên ít nhất từ 5 đến 10 lần cơ mà. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng tổng hợp và tìm hiểu top 10 hình thái chiến đấu mạnh nhất của Kurosaki Ichigo. Anh em thấy trạng thái nào đẹp nhất và mạnh nhất, ấn tượng nhất thì hãy comment xuống để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tôi là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cũng như nhấn chuông đây nhé. Bye bye!